Vâng, gửi lời chào tới các bác làm vườn. Hôm nay thì em thả tới chi tiết tới các bác một cái dòng kéo cắt cành. Sau đó thì em sẽ báo giá luôn để các bác nhà mình được tham khảo trên cái dòng kéo cắt cành trên cao của bên cơ sở Thanh Thảo nhé. Thế thì đây là một chiếc kéo cắt cành em cũng đã để đây rồi. Em cho video thấp luôn để các bác được nhìn chiếc kéo cắt cành trên cao này. Đấy. Đây là mẫu kéo cắt cành trên cao. Các bác theo dõi một chút, sau đó em sẽ báo giá luôn để các bác nhà mình được biết cái mẫu kéo cắt cành trên cao này giá của nó sẽ là bao nhiêu. Thì hôm nay em sẽ gửi từ các bác cái mẫu kéo cắt cành dòng 3 mét, một cái mẫu kéo mà đang ở thời điểm các bác đang quan tâm rất là nhiều các bác nhà lông. Thì một chiếc kéo này thì sẽ hỗ trợ các bác vặt bầu, vặt bí, vặt mướp hoặc là vặt bưởi, vặt ổi, vặt vũ sữa và tất cả các trái cây ở trên cao mà không lo bầm dập, không lo rơi. Đấy thì đây là một chiếc kéo sẽ đi cùng một lưỡi cưa. Đi cùng một lưỡi cưa như thế này. Cái phần này là phần chế độ kẹp quả này. Phần này là phần tỉa cành này. Đấy, còn đây là cái lẫy rút của nó này. Em cho các bác xem cái phần tay cầm nhé. Đây là cái phần tay cầm của chiếc kéo. Thì mỗi một chiếc kéo như thế này, bên cơ sở em đang nhận ship trên toàn quốc. Các bác ở đâu em cũng gửi được tới tận nhà các bác nhé. Với chiếc kéo này thì bên cơ sở em còn có rất nhiều những cái dụng cụ về làm nông nghiệp, về làm bonsai, về làm cây cảnh, về làm vườn. Thì chiếc kéo 3 mét này là một dụng cụ mà đang được các bác trên cả nước quan tâm rất chi là nhiều. Cái này thì sẽ hỗ trợ các bác cưa cành nhé. Cưa các bác sẽ lắp ở đây. Đấy, rất chi là dễ. Đấy thì bên cơ sở em khi các bác quan tâm tới những cái dụng cụ làm vườn, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới số điện thoại 0888 636 138. Đấy là số điện thoại chính của bên cơ sở em, chuyên cung cấp tất cả những cái dụng cụ về làm vườn, về làm cây, về làm nông nghiệp. Thì với chiếc kéo này thì bên cơ sở em đang gửi tới các bác là 550.000. Giá sẽ miễn phí ship 100% trên cả nước nhé. Đấy thì cái dòng này thì nó là hàng mẫu hạ kéo Đài Loan liên doanh các bác ạ. Mã của nó sẽ là 1198 các bác nhé. Đấy, các bác mua kéo thì hãy nhớ cái mã của nó là 1198 này. Cái dòng kéo này các rất chi là thích, bởi vì cũng có bác mua rồi, hãy mua hộ các bác khác, mua đến cả chục cái luôn ở cái dòng kéo này. Đấy, đây là cái cán tay của nó nhé. Cái thân của nó là thân lục giác, còn đây là cái tay đệm cầm này. Thế thì các bác trong miền Nam hoặc các bác miền Bắc, các bác ở đâu thì xem được video ngắn này nhà em, các bác đang cần tới bất kể một cái dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm vườn nào, các bác hãy liên hệ trực tiếp tới em nhé. Và kết bạn Zalo với em số 0888 636 138. Em sẽ tư vấn các bác về tất cả những cái dụng cụ làm vườn, dụng cụ làm cây của bên cơ sở em. Đấy, để gửi tới các bác một cái video như thế này, các bác yên tâm về chất lượng cũng như là sản phẩm nhé. Nếu như các bác mà cần mua một cái dụng cụ khác của bên cơ sở em về dòng kéo cắt cành, em sẽ tư vấn các bác về cụ thể về tất cả những cái mẫu kéo của nhà em. Đấy thì video ngắn này em cũng xin kết thúc ở đây. Các bác mà quan tâm tới kênh, đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh và ấn vào quả chuông để đón tiếp theo những video của nhà em qua cái sản phẩm kéo cắt cành này nhé. Và chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.